ơi, Ngọc. Ôi chị, tôi không ngờ có sự cố này. Ê, bác. Này, tất cả các anh chị thấy đây, con gái tôi nó tí tuổi đầu, thế mà cái nhà anh kia hả, dụ dỗ nó, bỏ cha bỏ mẹ, hả, cái bố cái mẹ, bỏ nhà bỏ cửa, đi đến đây, cưới chui cưới lùi, làm nhục tổ tông, cưới hả, cưới, cưới bảo mẹ. Mình ơi, xin mình, ở đây còn có khách khứa nữa, mình ơi. Cưới à? Mình ơi. Này, cưới này. Trời ơi. Cưới à? Em xin mình đây. Cưới xin mình. Mình ơi. Cưới cái gì? Cưới à? Còn bà nó lấy cái thằng bằng bố nó, mà không sợ cưới cái kìa. Mình, đến nước này ơi, mà mày còn muốn bỏ theo dõi hả? Đi ra. Hôm nay tao phải dạy rõ lại mày. Tao nuôi dạy mày tốn bao công sức. Ngọc, mà mày chưa nói thế hả? Bảo đây, chốt cửa lại. Bố ơi, con xin bố mà, bố tha cho con đi. Ôi, mày mở cửa. Mở ra. Nghe này, mở cửa ra. Mở cửa đi. Chết rồi, đi. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua. Này, chị sợ em thật đấy. Con gái gì mới tuổi đôi mươi mà suốt ngày ở nhà cầm sách đọc thế này á. Bỏ đi, đi chơi với chị. Đi. Thôi chị ạ, em mệt lắm. Với lại, chị đi với anh Đạt mà rủ em theo. Làm cái đà cản mũi à? Vớ vẩn. Đi chơi là đi chơi. Chị rủ đi thì em cứ đi. Đi thay quần áo đi, đi. Xong rồi đi với chị. Chị nói nghe này, hôm nay ở trên huyện ý, có văn nghệ hay cực. Em đi với chị cho khuây khỏa, có làm sao đâu. Chứ ở nhà suy nghĩ nhiều rồi thành bà già đấy cô ạ. Đi. Em thấy đi với chị vui chưa? Nghe nói là anh ca sĩ này ở trên tỉnh về đấy. Đi. À, mình đi ra phía kia với trông được mặt. Lê Huy xin gửi lời chào trân trọng tới tất cả quý vị và các bạn. Xin hát tặng quý vị và các bạn bản tình ca bất hủ của nhạc sĩ Hoàng Việt. Em ngồi đi. Sao đứng vậy? Em tên là gì? Em tên Ngọc. Ngọc ngồi xuống đây. Nắng hừng trong lòng, mảnh đời căng máu nóng. Anh đi xa càng xa, tình em như cỏ hoa, âu yếm và thiết tha.
theo anh sai nước dậy. Anh đi xa bao núi, tình em như khe suối, đi biệt tháng ngày, tình em như sông dài. Như chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh, mà sao em xa anh, đời vẫn xanh rời rời. Hay, Ngọc hát hay thật. Bây giờ anh mới biết tài của em đấy. Anh cứ trêu em. Thế hôm nay có chuyện gì vui, kể anh nghe xem nào. Anh để em yên đi. Này, chắc đang đưa tưởng tới ai đúng không? Nhìn mặt ra là biết ngay. Kệ, cho hai anh ngồi đấy mà đắn mỏ ấy. Ngọc! Ngọc! Mặt đỏ thế kia mà còn chối à? Đúng là mình cứ nghĩ đến anh ấy. Thế là sao? Mảnh đời cắn máu nóng, anh đi xa càng xa, tình em như cỏ hoa âu yếm và thiết tha, theo anh dài nương dây. Anh đi xa bao núi, tình em như khe suối, anh đi biệt tháng ngày, tình em như sông dài. Cô ơi, cho cháu hỏi, tối nay có chương trình hát gì không ạ? Không có đâu cháu ạ. Cháu cảm ơn cô. Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em mấy thua mắt xanh xao. Nghe lá thu mưa rơi mòn gót nhỏ, dài hun hút cho mắt thêm sâu. Chiều nay còn mưa, sao em không lại nhớ mãi trong cơn đau vui. Làm sao có nhau hằn lên nỗi đau, bước chân em xin về mau. Làm sao em nhớ những vết chim gì, xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, người phiêu lãng quên mình lãng du. Ngọc! Ngọc ơi! Mày đi đứng làm gì vậy? Muốn chết hả? Tôi xin lỗi. Ngọc! Ngọc! Ngọc có bị đau ở đâu không? Không. Trông Ngọc lạ lắm. Có gì vui à? Không có gì đâu. Thôi, Ngọc về đây. Ngọc. Ngọc. Ngọc ơi. Ngọc, xong việc chưa lên đây thầy nhờ? Ngọc. Ngọc. Vâng, vâng, thầy gọi em ạ. Từ sáng đến giờ em để đầu óc đi đâu thế? Mà em đang làm gì thế này? Em đang mài ạ. Nếu em không thể tập trung làm việc được thì đừng có cố. Em nghĩ xem mình đang làm cái gì.
Em gặp chuyện gì không hay phải không? Dạ không. Không có gì đâu thầy. Em giấu thầy đúng không? Em dạ không. Em nói thật mà. Nếu em cần thầy giúp, cứ nói nhé. Dạ vâng. Còn bây giờ, em lo tập trung làm việc đi. Tuyệt đối không để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công việc. Em làm như thế không tốt đâu. Vâng, em sẽ chú ý ạ. Em nên ưu tiên vào việc học hành. Đừng để sao lãng vào những việc không đâu. Vâng, em hiểu. Dạ, cháu chào bác ạ. À, Dương đi hả cháu? Vâng. Ngồi đi. Có chuyện gì không? Dạ, bố mẹ cháu mời bác ngày mai sang giỗ bà nội cháu ạ. À, bác sẽ qua. Dạ. Còn chuyện của con Ngọc ấy, cháu có phiền lòng gì không? Dạ, không phiền gì đâu ạ. Nhưng cháu vẫn mong Ngọc sẽ suy nghĩ lại. Uống nước đi cháu. Dạ, cháu xin ạ. Vậy thì tốt. Đàn ông là phải như vậy. Đừng rời bỏ mục tiêu mà mình đã nhắm. Vâng ạ. Nếu mà Ngọc chưa muốn cưới thì cháu sẽ chậm lại chờ Ngọc. Miễn sao Ngọc đừng có ai khác bác ạ. Nó làm sao mà có ai khác được. Con bé nó còn nhỏ, cho nên mới có hành động nông nổi như vậy. Cháu không phiền bác. Hai bên gia đình vẫn gặp nhau là bác đỡ lo rồi. Vâng ạ. À, mà dạo này hai đứa ở trên trường sao rồi? Vẫn gặp nhau thường xuyên chứ? Dạ, vẫn gặp đấy ạ. Nhưng cháu chỉ sợ Ngọc khó chịu, nên cháu ít qua khu nội trú. Bọn cháu chỉ gặp nhau ở xưởng làm việc thôi ạ. Đàn ông mà cái gì cũng sợ thì làm sao mà lấy được vợ? Mai lên đấy, cho bác gửi vài cân gạo và chục trứng lên cho nó nhé. Vâng ạ, cháu sẽ gửi tận tay cho Ngọc. Này, dạ, cháu phải thường xuyên chăm nom nó. Đừng để đứa nào lén phén hay để ý đến nó. Đàn ông là phải quyết liệt lên thì mới lấy được vợ. Vâng ạ, cháu sẽ nghe lời bác dạy. Con chào chú ạ. Chào em. Em ngạc nhiên lắm phải không? Sao anh lại ở đây vậy? Toàn, cậu giới thiệu hộ tớ đi. Hai người biết nhau rồi còn gì. À, đây là Huy, bạn anh. Anh nghe đến tham quan và cũng muốn học nghề nữa. Anh đã nhận giúp rồi, nhưng mà còn em cũng phải giúp đấy nhé. Yên tâm đi, anh đã xin phép thầy hiệu trưởng và thầy Đức rồi. Mà anh học để làm gì? Thì nhà văn hóa ít việc quá, anh tính đi làm thêm. Học được cái gì hay cái đó, anh thích được như vậy. Nhưng em làm sao đã chuyển được nghề đâu? Anh nhờ anh Trung ấy. Thôi thì làm phúc giúp người đi Ngọc. Ngọc nhận đi, tôi hứa sẽ học hành tử tế. Chắc chắn Ngọc sẽ không thất vọng về tôi đâu. Thôi, cứ làm việc với tôi. Rồi á, kiểu gì Ngọc cũng giúp. Ngọc nhỉ? Đi. Xem Ngọc ấy. Ngọc cho anh làm thử một tí được không? Anh vẽ thử cái này đi.
Huy đọc quyển sách này đi. Em lo chỉ cho cậu Huy đi. Sách thì tối về nhà đọc, chứ ngồi gần một cô gái đẹp, biết mình đọc gì mới lạ. Anh Trung, anh không được đùa nữa. Giờ làm việc là phải nghiêm, em hứa với thầy rồi đấy nhá. Đó. Anh Huy, anh đọc có hiểu không? Tuy khó hiểu thật, nhưng nếu nghe em nói chắc là dễ hiểu hơn. Thôi được rồi, em sẽ nói cho anh nghe sơ bộ các công đoạn chính của tranh sơn mài. Tranh sơn mài gồm có 3 công đoạn chính. Đầu tiên đó là bó hâm vóc, sau đó trang trí, và cuối cùng là mài và đánh bóng. Bó hâm vóc thì được tiến hành như thế này. Trước tiên, anh phết lên một lớp đất và sơn đã được trộn đều với nhau. Anh cứ phết đều như thế này. Và sau đó, anh mang đi phơi khô, rồi cuối cùng là mài và đánh bóng. Và ta sẽ được một cái hòm vóc như thế này. Đi về đi. Ừ. Ra kia mình làm cốc trà đá. Đi. Ừ. Ngọc này, hôm nay em vất vả vì anh quá. Có gì đâu anh. Ngày mai em sẽ đợi anh thực hành. Sắp tới anh phải đi công tác, xuống xã vài tuần. Nếu cuối tuần này Ngọc không bận gì, Ngọc có thể đến xưởng dạy cho anh được không? Việc này... Anh càng học, anh càng thích nghề sơn mài Ngọc ạ. Vì vậy, anh muốn học thật nhanh trước khi phải đi công tác. Vậy anh để em sắp xếp. Cảm ơn Ngọc. Em tốt quá. Anh Huy. Em phải lắng nghe lòng mình. Biết đâu đó chỉ là cảm xúc nhất thời thì sao? Em phải tiếp xúc với Huy thẳng thắn. Nhưng nhớ giữ mình. Em phải tìm hiểu về Huy chứ. Biết đâu hiểu sâu hơn, em lại thất vọng thì sao nào? Đúng là lấy nhau không có tình yêu thì cuộc sống đúng là địa ngục. Nhưng em phải chọn chính xác người mình yêu. Nếu không, sau này khổ cả đời đấy em ạ. Sao chưa ngủ? Lại tương tư chàng phải không? Nếu yêu thì tỏ tình đi.
Nếu không bố em lại bắt về cưới Dương bây giờ đấy. Chị, em không đùa đâu. Thôi, em ngủ đây. Sao em cứ phải che giấu tình cảm thật của mình? Sống như thế, khổ lắm. Dạ, cháu chào bác ạ. Cháu sang lấy đồ bác gửi cho Ngọc đây ạ. Đi sớm thế hả cháu? Bà ơi. Dạ. Chuẩn bị cái gì cho cái Ngọc thì mang ra cho thằng Dương này. Vâng. Dương đấy hả? Dạ. Đến trường hả cháu? Đây. Dạ, bác để đấy, cháu chẳng cho ạ. Ừ. Thôi, vào uống nước đi cháu. Mấy cái việc đó, đàn bà họ làm chắc chắn hơn đàn ông tụi mình. Dạ. Dương ơi, cháu còn đi đâu nữa mà mang đồ lỉnh kỉnh thế này hả cháu? Dạ. Cái đấy là quà của cháu mang lên cho Ngọc ạ. Hôm đám dỗ của nội cháu, Ngọc không có về được nên cháu mang lên cho Ngọc đấy ạ. Cháu chu đáo quá. Bà xem, có đứa nào sướng hơn con gái bà không? Dạ, cháu xin ạ. Mà này, đừng có chiều nó quá mà lại coi thường cho. Cứ là phải nghiêm khắc, đàn bà là phải thế. Dạ. Anh Huy, em xin lỗi, em không dám nhận đâu. Nếu em không nhận, anh buồn lắm đấy. Anh xin em đấy. Hay là em có người khác rồi, cho nên không muốn nhận quà của anh. Không phải thế. Ngọc à? Đừng làm anh khổ thêm nữa. Nhớ em đêm ngày là anh đã khổ lắm rồi. Anh vào vẽ đi. Ừ. Anh đang vẽ cái gì vậy? Hình mẫu em đưa anh vẽ đâu rồi? Em chờ anh một tí nhá. Sao anh lại vẽ chân dung? Em nói là anh vẽ theo mẫu cơ mà. Đây. Đây là mẫu của anh. Có giống Ngọc không? Em có thích không? Chị Hương, Ngọc đâu rồi hả chị? Dương đây à? Dạ. Mới về quê lên hả em? Cái gì mà nhiều thế này? Dạ, quà của em. Là và đậu của bố mẹ Ngọc gửi cho Ngọc. Ừ. Và còn lại là của em chị ạ. Cái Ngọc nó sướng thật đấy. Được bao nhiêu người tặng quà, thế mà nó chả chịu đổ ai cả. Úi dồi. Mà Ngọc đâu rồi hả chị? À, nó đang ở bên xưởng dạy cho học trò quý. Chủ nhật mà cũng sang xưởng à? Ừ? Học trò nào hả chị? Nó hy sinh cho nền giáo dục nước nhà ấy mà. Em cứ qua đó rồi biết nhá. Dạ, em đi chị ạ. Ừ. Anh vẽ tranh đẹp lắm. Sao anh không theo nghề từ lúc trẻ? Tại vì anh vẫn thích nhạc hơn. Hồi nhỏ anh cũng học vẽ. Rồi biết em làm việc ở đây, thì anh muốn đến tham quan, rồi tìm hiểu công việc của em. Biết đâu sau này anh giúp được em suốt đời thì sao? Ngọc này, hôm nay mình về sớm, anh mời Ngọc đi ăn, coi như là để trả ơn Ngọc đã vất vả dạy anh. Có gì đâu anh. Anh đừng lo việc trả ơn cho em. Ngọc, em cho anh cơ hội đi mà.
Hơn nữa, hôm nay là cuối tuần. Coi như chúng mình đi thư giãn, nhá. Ngọc. Chắc là để khi khác. Hôm nay em có việc bận rồi anh ạ. Thôi thì để khi khác vậy. Mà hình như em có điều gì đó ngại ngần. Sao không nói với anh? Có thể anh giúp được em mà. Không, không có gì đâu anh. Em có đang nói thật không đấy? Anh đừng buồn em nhé. Ngọc, em hãy tin cậy ở anh. Nếu em có tâm sự gì thì cứ tâm sự với anh. Em sẽ nhẹ lòng hơn. Còn anh, giúp được em là anh vui rồi. Dương, Dương lại lúc nào vậy? Anh ta là ai vậy? Anh ấy là Huy, bạn của anh Toàn, muốn học làm tranh sơn mài. Thế Dương lên hồi nào vậy? Thế thầy có biết không? Thì thầy biết, anh ấy mới được vào học chứ. Được rồi, để Dương hỏi lại chú xem, có phải như vậy không? Rồi ạ. Dương định dùng quyền của cháu ông hiệu trưởng đấy à? Vậy thì sao? Mới học, mà sao hai người có vẻ thân tình thế? Có gì đâu mà thân tình. Không thân tình mà lại ngồi gần nhau như thế à? Với lại nói chuyện rất ngọt ngào, nhất là cái giọng của anh ta. Như vậy thì đã sao chứ? Dương có quyền gì mà trách người ta, trách Ngọc. Vậy thì Ngọc vào dạy người ta nữa đi. Dương không thích thì Ngọc cũng kệ Dương. Ôi giời, mày lại làm Ngọc buồn nữa. Mày tệ thật đấy Dương. Bạn của Ngọc đâu rồi? Chắc cậu ấy là bạn thân của Ngọc à? Vâng, là bạn thân của em từ nhỏ. Dương là cháu của ông hiệu trưởng trường này, cũng là chỗ thân quen với bố em. Cậu ấy làm cho Ngọc buồn phải không? Ngó qua là biết cậu Dương ấy có tình ý với Ngọc rồi. Còn Ngọc thì sao? Thật ra thì bố mẹ hai bên muốn em và Dương lấy nhau. Cái gì? Thời buổi này sao có chuyện đó được? Thế này vô lý quá. Thời buổi nào mà chẳng còn những chuyện vô lý. Nhưng mà chẳng lẽ Ngọc lại nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ như vậy sao? Dương bạn em hiền lành, thương em lắm. Nhiều lúc em cứ muốn bằng lòng để cho bố mẹ không phải phiền hà. Nhưng mà chắc chắn đấy không phải là quyết định đúng. Nếu mà vì nhau thì người đàn ông không bao giờ để cho người mình yêu phải khó xử như vậy cả. Ngọc, trong chuyện này em phải cứng cỏi lên mới được. Nếu em không yêu Dương mà em lấy cậu ấy thì em vừa làm khổ em, vừa làm khổ cả Dương nữa. Sống như vậy bất hạnh lắm. Vậy anh khuyên em phải làm như thế nào? Hãy yêu và hãy lấy người mình yêu. Em sẽ cảm nhận được hạnh phúc thực sự. Em không phải đắn đo, không phải hy sinh vì ai cả. Vì đó là tương lai, là cuộc sống của em kia mà. Anh cũng sẽ hết mình vì người anh yêu. Anh không thể sống dối lòng mình được em à. Sao mình lại tỏ ra ghen tức như thế chứ? Ngọc đã không thích như vậy mà mình lại cứ làm.
Ê, mới về quê đây nè, có quà tao không? Ừ. Ơ, sao lại như ông Phỗng vậy? Kệ tao. Mày, đúng là thằng rủi đục. Thảo nào, cứ mãi con gặp không đổ. Mày cút đi. Để tao yên. Ngọc, có người nhắn chị bảo em ra cổng gặp đấy. Ai thế chị? Em cứ ra thì biết. Em. Chiều nay nói chuyện với em xong, anh thực sự cảm thấy không yên tâm. Anh lo và thương cho em lắm. Chỉ sợ em lo nghĩ nhiều rồi tính quẩn. Em không sao mà. Anh hay tưởng tượng ra cái cảnh Dương nó chạy qua đây rồi lại làm phiền em. Dương không phải là người như thế đâu. Anh cũng chỉ muốn cho em được vui thôi. Và tôi cũng yêu em. Và tôi cũng yêu em. Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. Hay là mình đi uống nước đi, anh khát khô hết cả họng rồi. Thôi anh ạ, em phải vào đây. Ngọc ơi, Dương bảo này. Dương biết là Ngọc không có thích đâu. Hôm qua Dương ân hận lắm. Tự dưng Dương lại đi ghen tức với ta làm gì không biết. Dương biết là Ngọc không thích như vậy. Sau này Dương sẽ không như vậy nữa đâu. Không sao đâu, Dương đừng băn khoăn nữa. Vậy mình làm hòa nhé. Nhưng Dương muốn Ngọc đừng dạy vẽ cho anh Huy nữa. Ngọc đừng có gần gũi với anh ta nhiều. Dương đang nghĩ cái gì vậy? Hãy để mình hoàn đám ăn hỏi. Là vì muốn Ngọc học cho xong đã. Nhưng hai bên gia đình chả vẫn mong đám cưới rồi còn gì. Nếu mà Ngọc cứ gần gũi với anh ta như vậy thì chả có gì hay ho, lại càng thêm phiền phức. Ngọc biết nói sao thì Dương mới hiểu đây. Ngọc không thích gia đình cứ xen vào cuộc sống của Ngọc. Ngọc có quyền quen chơi với ai, Dương đừng có can thiệp vào có được không? Dương có hỏi thăm một vài người bạn. Người ta nói họ không có ấn tượng tốt về anh ta. Này, Dương đi điều tra về người ta đấy à? Không, Dương chỉ vô tình biết vậy thôi. Mà Ngọc nên giữ khoảng cách với anh ta, vì anh ta lớn tuổi hơn Ngọc. Với lại anh ta đã từng trải nên sõi đời lắm Ngọc à. Ngọc biết suy nghĩ mà. Dương đừng có can thiệp vào chuyện riêng của Ngọc nữa. Ngọc. Em phải học nhiều lắm thì mới kiếm được tiền bằng nghề này thầy ạ. Cậu học nhanh đấy. Cậu rất có năng khiếu về học nghệ thuật. Nhờ Ngọc cả đấy thầy. Vì cô ấy mà em cố tập. Em muốn để cho cô ấy vui. Em nói thật đi. Em xin học. Là vì em thích nghề sơn mài, hay là muốn tán tỉnh Ngọc? Thật ra thì cả hai ạ. Ngày đầu tiên đến đây là tôi đã biết lý do chính rồi mà. Sao thầy lại biết rõ vậy ạ? Vì tôi hiểu học sinh của mình. Thầy có thể nói rõ hơn được không ạ? Tôi như là người bạn thân của Ngọc. Em có nghiêm túc đến với Ngọc không? Sao thầy nghi ngờ em? Em rất nghiêm túc với Ngọc. Chính vì em mến Ngọc, cho nên em muốn có cơ hội được tìm hiểu và làm quen với Ngọc. Bây giờ em quen rồi còn gì? Nhưng mà em thấy Ngọc kín đáo quá. Không biết Ngọc nghĩ gì nữa. Có lúc em cảm thấy như là Ngọc cũng có tình cảm với em.
Có lúc thì em không tự tin được như vậy. À, hay là thầy giúp đỡ em nhé. Chuyện này tôi không giúp được đâu. Tình yêu tốt nhất là tự nhiên, chân thành. Rồi cái gì đến, nó sẽ đến em ạ. Vâng. Nhưng mà em thấy bố mẹ Ngọc... Ngọc! 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 Em chào thầy. Dương qua thăm sưởng hả? Dạ, tại có người lẳng lơ quyến rũ vợ chưa cưới của em, nên em qua đây chứ ạ. Dương là cái gì mà kỳ vậy? Ngọc! Dương, em đừng làm Ngọc khó xử. Vâng ạ. Em chào thầy. Để anh đưa Ngọc về nhé. Thôi ạ, em đi bộ về được rồi. Mai anh xin nghỉ. Anh phải đi công tác vài tuần. Thế hả anh? Tối, Ngọc đi uống nước với anh được không? Anh có chuyện muốn nói với em. Anh nói đi, em nghe ở đây cũng được mà. Chuyện không thể nói ở đây Ngọc ạ. Mà sao em cứ lảng tránh anh vậy? Anh thực sự có chuyện nghiêm túc muốn nói với em. Đã coi nhau là bạn, em không tin anh được à? Không, không phải thế. Mà em chỉ muốn tập trung vào việc học hành. Nhưng nếu anh cần thì để tối em thu xếp xem sao. Vậy tối anh sẽ đón em nhé. Hôm nay Ngọc xinh quá. Tặng Ngọc này. Em cảm ơn. Chúng mình đi nhé. Anh Huy định nói với em chuyện gì thế? Anh thích được ngồi như vậy. Cảm giác rất là hạnh phúc. Còn Ngọc thì sao? Đừng lo nghĩ gì nữa nhé. Anh xin lỗi. Anh không ngăn được tình cảm của mình đối với em. Còn em, sao lúc nào cũng như có khoảng cách với anh vậy? Vì cậu Dương phải không? Anh thấy cậu ấy không có quyền đối xử với em như chiều nay. Trong khi đã biết em từ chối tình cảm của cậu ta. Thật là lố bịch. Làm cho em ngượng cả mặt nữa. Mà sao em chịu mãi thế? Chỉ một chút thôi mà anh. Rồi cũng qua đi. Nếu cần, anh sẽ nói chuyện với Dương. Ít nhất cũng cho cậu ta một bài học nhớ đời. Thôi, không cần đâu anh. Dương sẽ tự áy náy. Dương không đối xử tốt với ai được đâu. Trời ạ, bây giờ em còn khen Dương nữa hả? Thôi, mình về đi. Anh... Đi chơi với em thế này mà đến cầm tay cũng không được. Anh chết mất.
Thôi, để anh đưa em về nhé. Nghỉ đi bà con ơi. Tay đừng tay đi. Ăn miếng chai cho nó tươi đi. Đến giờ giải lao rồi Ngọc. Lấy cho thầy ly nước. Vâng ạ. Mày đọc cái bảng nội quy kìa. Cơm mút thuốc rồi mà. Chú lên tay rồi đấy. Đấy. Thôi thầy ơi, 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 em vẽ cái bức tranh này mãi không được. Thầy uống nước đi thầy. Muốn làm tốt bất cứ việc gì, việc đầu tiên là em phải tập trung. Dạ vâng. Nếu em có chuyện gì khó nghĩ trong lòng thì nói với thầy nhé. Có thể em sẽ thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Thưa thầy, em... Có phải chuyện của cậu Huy không? Vâng ạ. Anh Huy luôn muốn thể hiện tình cảm với em. Còn em thì sao? Em vừa mong muốn, nhưng em vừa sợ thầy ạ. Em sợ gì? Em sợ sai với bố mẹ. Em hãy làm theo lý lẽ của trái tim. Nếu em thấy yêu thương, nhớ mong, chờ đợi cậu Huy hơn cậu Dương hay bất cứ ai khác, em phải đón nhận tình cảm ấy. Liệu có vội vàng quá không thầy? Trong tình yêu, không có gì là quá sớm hay quá muộn. Chỉ cần mình không ân hận về quyết định của bản thân mình là đủ rồi em ạ. Vâng, em hiểu rồi ạ. Thầy muốn em lưu ý, em phải thực tế trong cuộc sống. Những người chân chất như Dương có thể khô khan nhưng an toàn. Còn những người như cậu Huy chắc chắn sẽ phức tạp hơn, nên cũng khó đoán định trước. Vâng ạ. Nhưng quan trọng nhất là tình yêu. Nơi nào có tình yêu, nơi đó là thiên đường. Em, anh cứ sợ em không đến. May quá. Chị Hương cứ giữ chân em mãi. Em sợ bị trêu nên không dám đi sớm. Mà anh chờ em lâu lắm phải không? Chờ em á? Anh chờ cả đời cũng được. Tặng em này. Em đừng có chê, đừng cười anh nhé. Đây là hoa dại, anh hái cả buổi chiều đấy. Đẹp quá. Cảm ơn anh, em thích lắm. May quá, may mà em thích đấy. Anh thật là chu đáo. Ngọc, anh muốn nói thầm với em. Sao anh phải nói thầm? Anh nói đi. Anh yêu em. Còn em, em có yêu anh không? Anh biết mình không phải là người hoàn hảo. Cũng có thể có nhiều chàng trai đến với em hơn hẳn anh. Nhưng anh không thể giấu giếm lòng mình mãi được em ạ. Ngọc ạ, ngay từ lần đầu gặp em, anh chưa khi nào không nghĩ về em cả. Anh biết em vẫn còn nhiều hoài nghi về anh, vì thời gian của chúng mình ở bên nhau chưa được lâu. Nhưng anh hứa, nếu mà Ngọc bằng lòng, thì kể từ bây giờ, tất cả những việc anh làm đều vì em, vì tương lai của chúng ta. Anh
Anh Huy, em sợ những lời hứa hẹn. Anh cứ để mọi chuyện xảy ra tự nhiên, được không anh? Anh cũng chỉ nói ra những lời từ đáy lòng. Và lại, anh luôn lo sợ mình không bằng ai. Mà bên em thì luôn luôn có rất nhiều người đang theo đuổi. Nhưng em chỉ nghĩ đến có một người. Người đó là... Ngốc quá, vậy cũng hỏi nữa. Ôi, Ngọc, em làm anh sợ quá. Sao em cứ giữ khoảng cách với anh? Ngọc, anh hứa sẽ không bao giờ làm em buồn, làm em thất vọng đâu. Ngọc. Bố, bố lên có việc gì đấy ạ? Sao bố không bảo con về để cho đỡ vất vả? Tao lên xem tình hình ăn học của mày thế nào. Con gái vắng nhà biển biệt, mẹ mày cũng sốt ruột về tình hình của mày. Vâng, con vẫn bình thường mà. Giờ bố qua chú thằng Dương hỏi về tình hình học tập của mày. Tao hẹn ông ấy uống rượu trưa nay rồi. Chiều bố sẽ gặp mày. Vâng ạ. Em đang nhìn ai đấy? Bố em mới lên. Em đang định ra chợ mua ít bánh kẹo cho bố mang về. Vậy để anh lấy xe chở em đi nhá. Thôi anh ạ, em sợ mọi người dị nghị lắm. Đằng nào rồi mọi người cũng biết. Thôi được rồi, nếu em ngại thì để anh lấy xe cho em đi nhá. Vâng ạ. Em chờ anh tí. Tôi có ngờ đâu chuyện lại ra như thế này. Ngày hôm nay tôi sẽ lôi cổ các Ngọc về cho nó biết tay. Không học hành gì cả. Ông đừng nóng. Tuần này thi cuối kỳ rồi. Dù gì cũng để nó thi cho xong. Con Ngọc có khiếu, mà nó học hành khá lắm. Khá khẩm gì cái thứ đấy. Nó ở đây chỉ tổ cái thằng kia nó rủ dê thôi. Thôi uống đi. Bác cứ phải bình tĩnh. Con Ngọc học hành tới nơi tới chốn, bác cũng được nở mặt nở mày. Chả còn bao lâu nữa, cứ để nó học cho xong. Còn năm cuối, nó cưới xong rồi học tiếp cũng được. Bây giờ bác về quê, lo chuyện đám cưới dần đi là vừa. Để nó ở đây tôi cứ thấy lo lo. Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Tốt lành gì rồi lại mang tiếng với nhà thằng Dương. Bác đừng lo lắng quá. Con Ngọc là đứa biết phải trái. Nó không dám làm gì bậy bạ đâu mà bác sợ. Còn thì tuổi trẻ làm sao tránh được chuyện này chuyện nọ. Biết là thế, mà tôi cứ thấy lo lo. Mà nhất thiết ông phải đuổi cổ cái thằng kia ra khỏi xưởng cho tôi nhờ. Tôi biết rồi. Chuyện ấy tôi cũng đã tính đến rồi. Tội nghiệp. Mấy ngày hôm nay, thằng Dương cũng lo lắng chuyện này lắm. Thôi, để tôi xuống xưởng nói chuyện với con Ngọc ngay. Bác đừng nóng. Để hết giờ làm việc đã. Con Ngọc. Con Ngọc đâu? Bố. Ra đây tao bảo. Có chuyện gì thế bố? Còn có một ít quà cho bố mang về. Không có quà cáp gì hết. Mày đi gọi thằng Huy về đây cho tao. Tao phải nói chuyện với hai đứa chúng mày. Bố. Thưa bố. Cháu chào bác ạ. Đây là anh Huy ạ. Không lôi thôi mất thời gian. Ai là bác của anh? Anh đáng tuổi chú con Ngọc mà đi dụ dỗ nó. Anh không biết xấu hổ à? Tao ra lệnh ngay từ giờ phút này, chúng mày phải chấm dứt quan hệ ngay lập tức, rõ chưa? Vâng, thưa bác, cháu chỉ hơn Ngọc có vài tuổi thôi ạ. Xin bác chấp nhận, cháu và Ngọc yêu nhau thật lòng ạ. Thật lòng tiên sư nhà anh. Con Ngọc nhà tao đã có nơi có chốn rồi, mà mày đi dụ dỗ đó nghĩa là sao? Bố mẹ mày dạy mày thế à?
Bố ơi. Im đi. Cả mày nữa. Tao cho mày ăn học đàng hoàng mà mày đi trai gái sau lưng tao hả? Mày định bôi gió chát cháu vào mặt bố mẹ mày hả? Đúng mất dậy. Xin bác đừng có chửi Ngọc. Chúng cháu yêu nhau hoàn toàn trong sáng bác. Mày câm việc ngay. Cái thứ sướng ca vô loại như mày lấy nó ra thật lòng mới trong sáng hả? Con Ngọc kẻ tao ngu muội nên mày mới lừa được nó, chứ làm sao qua mặt được tao. Bác đừng nói như thế ạ. Cháu thật sự yêu Ngọc và cháu sẽ chăm sóc cho Ngọc đầy đủ bác ạ. Mày câm miệng ngay cái giọng điều giả của mày đi không hả? Bố ơi, con xin bố, sao bố lại làm như vậy hả bố? Mày nữa. Đáng lẽ ra tao bắt mày phải về ngay lập tức, nhưng thầy hiệu trưởng bảo mày phải ở đây, phải thi cho xong. Tao đã nhờ người ở đây để mắt trông coi mày rồi. Cái thằng mất dạy này, đừng hòng bước chân đến xưởng nữa. Nếu mày còn lén lút qua lại với nó, tao sẽ lôi cổ mày về ngay lập tức, rõ chưa? Thi xong phải về ngay. Mày còn chần chừ chết với tao. Lần này mà không lo cưới xin cho tử tế, tao cạo đầu bôi vôi đấy. Cháu xin bác. Bác ơi, cái này lỗi là do cháu. Cháu xin bác, đừng bắt Ngọc nghỉ học bác ạ. Mày lo cái thân mày. Tao mà thấy mày tư tình với con Ngọc nhà tao một lần nữa thôi thì tao sẽ lên tận nhà văn hóa kiện mày tội dụ dỗ con tao đấy. Bác, rõ chưa? Tôi mà anh. Còn mày nữa, đứng đây làm gì? Về phòng mày, đi. Mày đứng lại. Tao có chuyện muốn nói với mày đây. Vâng. Bác muốn nói gì ạ? Con Ngọc nhà tao về lần này sẽ lấy chồng ngay lập tức. Chúng nó đã đính ước với nhau rồi. Nếu như mày còn một chút danh dự thì đừng lén lút tìm cách gặp nó nữa. Tao mà bắt gặp chặt que chết cả hai đứa. Rõ chưa? Cháu yêu Ngọc. Dù thế nào, cháu cũng không để mất cô ấy đâu ạ. Nếu bác thương Ngọc, mong bác hãy để cô ấy tự quyết định hạnh phúc của mình. Đúng là mồm mép của bọn vô loài. Mày nghe đây, những lời tao nói ra ấy, không bao giờ thay đổi. Mày cứ liệu thần hồn đấy. Cơm nước nhà cửa không lo, làm cái chó gì mà giờ này mới về? Lại ngồi lê đôi mách chứ gì? Mình lại uống rượu rồi. Cứ có cái chuyện gì bực mình thì mình lại trút lên đầu vợ đầu con. Người ta đi làm từ sáng đến giờ đã không giúp thì thôi. Cô đừng có đứng đấy mà lắm mồm. Tôi còn lạ gì cái ngữ đàn bà các cô nữa hả? Cơm nước mau lên, tối còn sang nhà thằng Dương nói chuyện. Có vội quá không hả mình? Không vội à? Không vội thì đợi con cô nó phướn bụng ra mới sao nói chuyện với nhà người ta, để người ta chửi vào mặt tôi hả? Em xin mình, con cái như thế nào mình còn lạ gì nữa. Tôi chẳng hiểu con mẹ gì cả. Tôi chỉ biết nó tơ tình với thằng sướng ca vô loài đấy. Con gái gì mà mới lớn mà đã thèm dài. Đúng là cái đồ. Chửi con bé cả ngày thế, không sợ hàng xóm người ta nghe thấy hết à? Ông cứ ầm ĩ như thế, người ta có chê con Ngọc là cũng vì ông hết đấy. Thế nó ngu dốt đần độn thì tôi sung sướng lắm hả? Biết thế đừng hòng tao cho ăn học. Con với cái tiền sư chúng mày. Vào đi. Này, vào xưởng đi, đứng lên làm gì? Ừ. Vào trước nhá. Hôm qua bố nó lên đánh cho một trận cấm mất Huy nữa. Vào đi.
đi sớm thế. Ngọc. Ngọc ơi, đợi chị. Làm cái gì mà đi nhanh thế? Chào Hương. À, anh Huy. Tôi xin lỗi. Ngọc, em muốn trốn anh mãi sao? Anh muốn nói chuyện với em. Anh xin em đấy. Thôi, anh về đi. Em không muốn bố em nổi giận đâu. Vậy chả lẽ em muốn chúng mình kết thúc mà không nói với nhau một lời sao? À, thôi thế này, bây giờ anh Huy cứ về trước. Đứng giữa đường thế này nói chuyện không tiện. Để tối, tối em đưa Ngọc lên bờ đê hóng mát. Anh lên đấy trước đợi cho mọi người đỡ bàn tán ạ. Ừ, vậy thì cảm ơn Hương nhé. Dạ vâng ạ. Chào hai em. Gớm. Lúc người ta đến thì bỏ trốn. Người ta vừa đi một cái thì hồn vía bay theo luôn rồi. Em chỉ sợ người này người kia thấy rồi lại nói với bố mẹ em. Bố em khó tính lắm, lại không cần biết phải trái gì hết. Thì muốn thế nào cũng phải gặp nhau để nói chứ. Mà em định chia tay thật à? Chắc phải thế thôi chị ạ. Chứ em mà không nghe lời thì mẹ em phải chịu khổ nhiều nhất. Mẹ em chịu khổ nhiều lắm rồi. Đi em. Vì bố em chưa hiểu được anh, cho nên bố em cấm đoán chúng mình yêu nhau. Nhưng mà anh tin ông cụ sẽ suy nghĩ lại. Em đừng vội bỏ cuộc nhé. Em không thể cãi lời bố. Từ nhỏ đến giờ, lời bố nói là lệnh đối với mẹ con em. Thời đại nào rồi mà em còn cứ nhất nhất nghe theo sự sắp đặt của người khác vậy? Hơn nữa, ông ta đâu phải là bố đẻ của em. Bố em nuôi em ăn học từ bé, nên cũng là bố rồi. Em không thể không nghe lời. Em cũng không muốn mẹ phải chịu khổ thêm vì em nữa. Trời ơi là trời. Em về đây. Ngày mai em về quê rồi. Không hiểu là còn chuyện gì nữa. Anh hãy quên em đi nhé. Ngọc. Anh sẽ chờ em. Anh không còn cách nào khác là chờ em đâu. Mẹ có cái Ngọc đâu? Ra đây tôi nói chuyện. Bố. Ngồi đây. Người lớn đã bàn bạc xong cả rồi. Con Ngọc có nhất trí làm đám cưới ngày 21 tháng sau với thằng Dương không? Hả? Con còn phải đi học mà bố. Học hành thế đủ rồi. Cả cái làng này có mấy đứa học hết cấp 2 đâu. Mày phải nghe lời tao, vui vẻ mà cưới thằng Dương. Tìm được người tử tế như nó không dễ đâu. Đấy, hỏi mẹ với bác mày xem, nó tử tế với nhà này như thế nào. Thế cháu muốn làm sao? Cứ nói cho bố biết. Con không muốn lấy Dương. Không lấy nó thì mày lấy ai? Lấy cái thằng dở người dở quỷ kia chắc. Không có lằng nhằng gì hết. Tao đã quyết rồi. Mình cứ bình tĩnh.
rồi đả thông cho con sau. Bố nói thế cũng là vì tốt cho con. Thôi, con Ngọc xuống ăn cơm đi. Chuyện cưới xin để người lớn lo. Vâng. Chào Hương. Anh Huy. Ngọc nó về quê rồi anh không biết à? À, tiện gặp Hương ở đây. Cho tôi gửi lá thư cho Ngọc. Anh Huy sắp đi đâu à? Ừ, lần này chắc tôi đi hơi lâu. Vì tôi không muốn làm cho Ngọc khó xử. Anh đừng trách nó. Nó cũng khổ tâm lắm anh ạ. Ừ, tôi hiểu mà Hương. Vậy Hương giúp tôi nhé. Vâng ạ. Cảm ơn Hương. Thôi tôi về luôn đây. Dạ chào anh. Chào Hương. Con ạ, không ai tốt với con như thằng Dương đâu. Ông bà nói rồi, phụ nữ nên lấy người yêu mình. Con đừng để mọi sự lỡ làng rồi lại ân hận. Nếu con thương mẹ, muốn mẹ sống yên ổn trong cái nhà này, thì con đừng tơ tưởng gì đến thằng Huy nữa. Nó chỉ biết hát hỏng, con không thể lấy một người như thế được. Ngọc, cả đời này anh chỉ yêu một mình em thôi. Không có em, anh cũng chẳng thiết sống làm gì nữa. Anh hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Ngọc, em đừng rời xa anh nhé. Từ giờ đến ngày cưới, cấm con Ngọc không ra khỏi nhà. Cứ ở yên đấy cho tao. Mua bán gì đã có mẹ mày lo. Mày mà không nghe lời tao thì đừng có trách tao. Nhưng anh hứa, nếu mà Ngọc bằng lòng, thì kể từ bây giờ, tất cả những việc anh làm đều vì em, vì tương lai của chúng ta. À, bác. Ôi. Bố mẹ con sang nhà thằng Dương từ tối đến giờ. Sao vẫn chưa về không biết. Con đang nghĩ gì đấy? Ừ. Bác thấy con lấy thằng Dương cũng tốt mà. Dù gì hai đứa cũng thân nhau từ nhỏ. Con quý Dương, nhưng chúng con chỉ có thể làm bạn. Sao lấy nhau được hả bác? Hồi bác lấy bố con, thậm chí còn chưa gặp lần nào. Thằng Dương nói yêu thương con thật lòng. Lấy nó, con sẽ đỡ khổ Ngọc ạ. Nhưng con... Bác thì chưa gặp cậu Huy, nhưng bằng linh cảm, bác thấy cậu ấy không phù hợp với con. Đàn ông mà có máu nghệ sĩ, lại nay đây mai đó, yêu thì mãnh liệt, nhưng cưới lại chán ngay đấy con ạ. Anh Huy không phải là người như vậy đâu bác. Anh ấy rất chín chắn và thương con lắm. Lúc yêu, đàn ông nào chả thế hả con? Nhưng khi có được rồi, họ chẳng xem mình là gì đâu con ạ. Con còn đi học. Với lại, con cũng muốn ra trường, đi làm vài năm để phụ giúp bố mẹ với bác. Rồi mới nghĩ đến chuyện chồng con. Giờ bố con bắt con lấy Dương đột ngột như vậy, con buồn lắm. Bác cũng thấy bắt con bỏ học giữa chừng để lấy thằng Dương khó coi làm sao ấy. Ừ, để đấy bác lựa lời nói chuyện với bố xem sao nhá. Thật hả bác? Bác nhờ nói giúp con nhá. Với điều kiện con không được qua lại với thằng Huy, phải lo học hành cho đàng hoàng.
gia trưởng phải đồng ý lấy thằng Dương ngay. Có được không? Tôi ấy thì trước sau như một. Tôi cho rằng cứ để cho con Ngọc học xong thì mới cưới. Mà cũng chẳng còn mấy tháng nữa. Ngược lại, con Ngọc cũng phải hứa không được qua lại với thằng Huy. Thế là tốt cho tất cả. Còn ý cô thế nào? Em thấy ý chị Xuân thì tốt quá rồi. Em có bao giờ muốn con nó nghỉ học giữa chừng đâu. Thế còn mày? Vâng thưa bố, con cũng muốn học cho xong ạ. Thằng Dương có nói với tao là muốn để mày học cho xong rồi mới cưới. Bây giờ cả nhà cũng mong muốn như thế. Để cho mày khỏi mang tiếng với thiên hạ là bỏ học giữa chừng. Dạ. Nhưng tao muốn nghe chính miệng mày nói. Nếu lên trên đấy học thì mày còn lén lút gặp thằng kia nữa hay không? Dạ. Kỳ Ngọc, con trả lời bố đi. Vâng, thưa bố. Con hứa sẽ chỉ tập trung việc học. Không gặp anh Huy nữa đâu ạ. Được. Tao cho mày đi lần này là vì có sự đảm bảo của bác Xuân mày, của thằng Dương và cả của mày nữa. Nếu mày làm trái những lời mày nói thì đừng bao giờ vác mặt với cái nhà này. Lúc đấy không những là tao từ mày mà cả cái nhà này cũng tan nát hết. Mày nhớ chưa? Vâng, thưa bố. Bác Sử nghỉ tay đi ăn cơm đi. Đi ăn đi ông ơi. Mọi người tích cực quá nhỉ. Bọn em đi ăn đây ạ. Đi cháu. Dạ. Ngọc em đang tập trung hay lơ đãng đấy? Vâng. Sao em không đi ăn trưa với mọi người? Thầy đi ăn trước đi ạ. Em chưa thấy đói. Trưa nào em cũng nhịn. Định biến mình thành bộ xương khô sao? Thầy đừng có lo cho em. Em ăn không nổi đâu ạ. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải học cách làm chủ bản thân mình chứ. Vẫn phải ăn mà suy nghĩ, hành động cho đúng chứ. Chuyện của Huy sao rồi? Sao mấy hôm nay thầy không thấy Huy đến học vậy? Không thầy ạ. Bố em ngăn cản anh ấy đến học. Sợ bọn em gặp nhau. Kể cũng tội nghiệp. Chuyện của em với anh Huy, em không biết phải giải quyết thế nào thầy ạ. Quan trọng là em muốn giải quyết ra sao? Em thấy chán nản. Bố em cho em học xong, với điều kiện là em phải chấm dứt quan hệ với anh Huy. Em phải cố tránh mặt anh ấy. Không thì không biết chuyện gì xảy ra thầy ạ. Vậy em chấp nhận nghe lời của bố em à? Em chỉ nghe để học cho xong đã. Nhưng sau đó phải lấy Dương thì em không muốn. Nhiều lúc em muốn bỏ đi với anh Huy nhưng lại không dám. Thầy ơi, thầy khuyên em nên làm thế nào ạ? Thầy. Vậy thì trước mắt em cứ học đi đã, rồi thì xem thời gian thế nào. Dù sao em cũng nên bảo vệ tình yêu của mình. Có rất nhiều người sống bất hạnh chỉ vì cả cuộc đời không sống được với người mình yêu đấy em ạ. Thôi đi ăn đã, nghe lời thầy đi. Đi nào em. Trời bất điện thế này. Ngọc, anh Huy đến đấy. Anh đợi em ngoài kia kìa. Thôi, thôi chị à. Chị bảo anh ấy về giúp em đi. Em không gặp được đâu. Nhưng mà trông mặt anh ấy tội nghiệp lắm. Vết thương ở trên đầu, chị nghe nói là hôn mê mất mấy ngày mới tỉnh đấy. Trời ơi,
Anh ấy có sao không hả chị? Chị cũng không rõ nữa, nhưng trông mặt mũi tội nghiệp lắm. Này, hay là em ra gặp anh ấy nói vài câu thôi. Anh ấy bảo là không gặp em là không về đâu. Không được mà chị, bố em mà biết thì giết em chết mất. Em xin chị, chị ra chị bảo với anh ấy là em không muốn gặp nhá. Em xin chị đấy. Tôi đang làm cũng phải làm. Làm cho xong rồi còn về. Ừ, thôi đi nhanh. Này, tôi nói nhé, hôm qua pha màu nó ra không có ra. Đi kìa trời ơi. Thằng này nó đến đây mà nhìn mặt nó đần thế nhỉ? À, ừ. Có gì đâu, mới ngủ dậy ấy. Nó đi làm ấy, như đi lạc thang, đi chợ với đấy. Ô, mặt sao này? Mặt sao này? Ôi, buồn ngủ quá. Mới sáng sớm chưa làm đã buồn ngủ rồi. Thì sáng sớm dậy chưa ngủ. Ôi trời ơi, sáng sớm nghỉ về sớm đi. Rồi trừ lương nhưng vỡ mặt. Đúng rồi. Trừ lương thì hết tiền, thế nên làm gì mà vỡ mặt. Vì làm xỉn đi mày. Này, bớt cái mồm lại. Im đi, làm đi. Trốn tránh như vậy không phải là cách tốt đâu. Em làm người ta đau khổ, em cũng đâu có vui sướng gì. Em nên gặp Huy thẳng thắn, nói rõ mọi chuyện đi. Anh không hát thế này. Anh cứ tưởng là không còn được gặp em nữa. Anh bị làm sao vậy? Anh bị đau ở đâu thế? Anh suốt ngày nhớ đến em, chẳng làm được gì cả. Hôm ấy sửa mãi, anh không tập trung nên bị tai nạn. Anh bị hôn mê mất 2 ngày. Ai cũng nghĩ là anh không qua khỏi. Sao lại đến tận ông đổi này hả anh? Mà lúc đấy anh chỉ mong mình không thức dậy nữa, vì anh sợ đối diện với thực tế là không có em. Mà em có biết là cuộc sống của em quan trọng với anh như thế nào không? Em xin anh, anh đừng nói như thế. Em cũng khổ tâm lắm. Anh cũng suy nghĩ nhiều rồi. Anh cũng muốn ra đi để cho em đừng khổ tâm nữa, nhưng mà anh không làm được. Sống thiếu em được. Em cũng yêu anh, nhưng em còn gia đình, còn bố mẹ. Nếu mà em đến với anh thì bố mẹ cầm cự em mất. Nhưng còn tình yêu, còn tương lai của chúng ta thì sao? Sao em không cùng anh nghĩ
ra cách gì để bố mẹ chấp nhận chuyện chúng mình. Ngọc, anh không để mất em đâu. Đừng xa nhau mà tội nghiệp anh lắm nhá. Em, hay chúng mình cứ đi đăng ký rồi tổ chức đám cưới. Chuyện đã rồi, bố mẹ không làm được gì mình đâu. Em lên ủy ban làm gì? Hôm nay em sẽ đăng ký kết hôn chị ạ. À, kết hôn á? Chị nói nhỏ thôi. Thế anh Huy đâu? Anh Huy đang ở trong đó trước rồi chị ạ. Ờ. Em cùng đường lắm nên mới làm liệu thế này. Chị cũng biết em và anh Huy yêu nhau như thế nào. Nếu phải chia tay chắc tụi em không sống được chị ạ. Nhưng mà làm thế nhỡ bố em biết thì... Em biết bố em giận lắm. Nhưng anh Huy bảo không còn cách nào khác chị à. Thà để bố giận lúc đầu, rồi hai đứa cố gắng làm ăn tản tiện, rồi báo hiếu bố mẹ sau. Từ từ, chắc bố mẹ em cũng tha thứ. Nếu hai người đã quyết như thế, thì chị chỉ biết giúp hết sức mình, hy vọng là mọi chuyện suôn sẻ. Vâng, em cảm ơn chị nhiều lắm. Chuyện này em tuyệt đối giữ bí mật. Ngoài chị và mấy người bạn của anh Huy ra, không ai biết gì đâu ạ. Ừ. Nhưng sao chị cứ thấy lo lo ấy? Em biết làm thế này là có lỗi với bố mẹ, với bác Xuân và cả Dương nữa. Nhưng em không thể bỏ mặc anh Huy. Anh ấy đã bị một lần tai nạn suýt chết vì em. Em không muốn anh ấy phải khổ thêm bất kỳ chuyện gì chỉ vì chúng em chia tay. Để bảo vệ tình yêu đôi khi cũng cần phải mạo hiểm. Cứng rắn lên em ạ. Thôi em vào đi. Dạ. Có việc gì mà mình gọi em về gấp thế ạ? Thì còn việc gì nữa? Thì ra cái con quỷ cái nó âm mưu từ trước. Hả? Nó ngon ngọt với tôi để tôi cho nó đi. Bây giờ nó đang chuẩn bị đám cưới với thằng ôn vật ở trên kia kìa. Mình vừa nói cái gì? Mình có nhầm hay không hả? Con Ngọc đâu phải là đứa không biết nghe lời đâu. Nó là cái đứa gì thì lên trên đấy sẽ biết. Chính chú thằng Dương đã điện cho tôi mà nhầm được hả? Đi, thay quần áo rồi đi theo tôi. Cô dâu xinh rồi. Từ ngày hôm nay em sẽ là vợ người ta. Từ bây giờ em phải sống hạnh phúc nhé. Vâng ạ. Anh cảm ơn Hương nhiều lắm. Không có gì. Cô dâu chú rể đã chuẩn bị xong chưa? Sắp đến giờ khách đến rồi đấy. Dạ, kính thưa các bác, anh, các chị và các bạn. Hôm nay ta đến đây là để chứng kiến lễ thành hôn của chú rể Xuân Huy và cô dâu Bích Ngọc. Xin một tràng pháo tay chúc mừng. Kính thưa các cô, các bác, các anh, các chị và các bạn, sau một thời gian tìm hiểu, hôm nay hai bạn đã tiến tới hôn nhân. Và thay mặt cho quan viên hai họ, xin được chúc cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc, sống với nhau đến đầu bạc răng long, con cái đầy đàn. Xin một tràng pháo tay. Mày chết với tao, mày bôi roi chất chấu vào mặt tao. Anh Huy, bố mẹ Ngọc đến, nhìn mặt họ giận dữ kinh lắm. Anh ơi, làm sao bây giờ? Em bình tĩnh đi, ở đây còn có anh, còn có mọi người nữa mà. Cái gì cũng phải từ từ như mình. Ngọc cứ bình tĩnh đi. Bình tĩnh như mình nhá. Chắc là bố mẹ sẽ suy nghĩ lại. Em xin mình. Dạ. Bác Ngọc, ra đây bố bảo. Chắc bố em hết giận rồi, em xuống với bố đi. Vâng, con Ngọc đây.
Con xin lỗi bố ạ. Anh Huy, xuống đây. Ngập. Anh chị, chúng tôi không ngờ có sự cố này. Này, tất cả các anh chị thấy đây, con gái tôi nó tí tuổi đầu, thế mà cái nhà anh kia hả, dụ dỗ nó, bỏ cha bỏ mẹ, hả, cái bố cái mẹ, bỏ nhà bỏ cửa, đi đến đây, cưới chui cưới lùi, làm nhục tổ tông, ngươi hả, ngươi bảo mẹ. Mình ơi, xin mình, ở đây còn có khách khứa nữa, mình ơi. Cưới à? Mình ơi. Này, cưới này. Trời mà. Cưới à? Em xin mình đây. Cưới xin mình. Mình ơi, bình tĩnh. Cưới cái gì? Cưới à? Con bà nó lấy cái thằng bằng bố nó mà không sợ cười kia kìa. Anh Huy đừng gặp đi đi. Mỡ. Chuyện này đây để mọi người lo. Ừ. Nhanh lên. Mất dậy. Hả? Lắm mua. Cưới xin gì? Đi bố mẹ. Anh cái đám cưới để ra. Chị về mình phải đi thôi. Cưới xin gì tha cho mình đâu. Nhanh lên. Đi lên. Bà Ngọc, cứ lại. Kìa. Mình. Đến nước này mà mày còn muốn bỏ theo dõi hả? Đi ra. Hôm nay tao phải dạy rõ lại mày. Tao rồi sẽ bạch tốn bao công sức ngóc. Mày chứ ngóc. Ngóc. Đúng vẫn dậy. Cậu Huy, nếu cậu còn yêu thương con Ngọc thì để bố nó dạy nó. Cậu buông thả con tôi ra. Ngọc. Huy, Huy, anh đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa. Các cụ đang nóng đấy. Bố ơi, con xin bố vào đây, chốt cửa lại. Bố ơi, con xin bố vào, bố ra cho con đi. Tôi chết rồi, như vậy sẽ không ổn. Mày nói đi, mày có chịu bỏ nó không? Mẹ ơi, Ngọc, mày cứ thương mẹ đi, bỏ nó. Xin lỗi bố, sẽ dọn đồ đạc về nhà ngay với bố mẹ bây giờ. Bố ơi, con xin bố, con không thể bỏ chồng con bố ơi. Chồng à, này thì chồng này, em xin, sẽ dạy mày. Chồng này, chết mất. Chồng này, đánh mày, từ bỏ cái thói quen ra, hả? Hai đứa mày đã làm cái gì rồi, hả? Mày lại xuống tao, mày lại xuống tao, hả? Ra. Hình như là ông mày đánh con bé dữ lắm. Không, bây giờ mày gõ cửa, ông mày còn đánh con bé dữ hơn đấy. Vậy làm sao bây giờ? Đây rồi. Tao đánh cho mày chết luôn đi. Tao không có đứa con cho mày nữa. Mình ơi, em xin mình tha cho con đi. Mình đánh con thế thì con chết mất. Mình cứ từ từ dạy con mình ơi. Mày mở cửa. Mở ra. Tao đánh cửa. Mở cửa ra. Mở đi. Chết rồi. Đi. Ông định giết con bé thật à? Mày nhìn cái gì? Không chỉ nó mà tao còn giết cả mày nữa. Thằng khốn nạn. Ngọc ơi. Không, con có sao không Ngọc? Ngọc ơi. Ngọc ơi. Vâng. Đi vậy. Mau lên, mau lên xem con. Ngọc ơi, Ngọc, phải đưa con bé đi chạm sáng ngay thôi. Nhanh, Ngọc đi ơi. Ngọc ơi. Còn em tay không? Lên, lên. Tàn nhẫn quá, ông ta không phải là người nữa. Thôi, đi về đi. Mẹ chú mày. Suốt ngày chống đối ông. Cho chúng mày chết. Mẹ nó đâu? Mẹ nó đâu hả? Em đây. Em đây ạ. Mình gọi em ạ. Thấy tao không có nhà lại trốn đi ngồi lê đôi mách hả? Dạ không phải đâu ạ. Em nấu cơm ở trong bếp mà mình. Nấu cơm? Nấu cơm sao tao về không biết? Mẹ con mày liệu hồn đấy. Hồn hồn thì sống cho đàng hoàng, không thì cút xéo theo Ngọc ngay cho tao. Vâng, em biết rồi. Em xin lỗi mình. Mình cứ ngồi nghỉ, em pha cho mình cốc nước chanh ạ. Liệu hồn đấy. Mẹ con mày là cùng một ruột. Ú lão. Sao hồi này bố hay uống rượu thế hả mẹ? Con sợ lắm. Bố sĩ diện ấy mà. Tại bố không ép chị Ngọc theo ý của bố được. Không sao đâu con, rồi sẽ qua thôi. Lớn lên, con trai của mẹ đừng như thế nhé.
Vân, con không thế đâu. Con không làm mẹ buồn đâu. Em lại đau à? Anh đã nói để đó anh làm cho mà không nghe. Em không sao mà. Lại còn không sao nữa. Bác sĩ nói là em phải nghỉ ngơi cả tháng đấy. Nếu mọi người không vào kịp, chắc ông ta đánh em đến chết mất. Thật tình, anh chưa bao giờ nhìn thấy loại người nào tàn ác như vậy. Thôi mà anh, lỗi cũng tại em cả. Em còn đau lắm không? Em cũng đỡ rồi, chỉ hơi choáng thôi anh ạ. Tội nghiệp em. Mấy hôm rồi nhìn em không ra hồn người. Ngày mai anh đi công tác, để em ở nhà một mình thế này anh lo lắm. Em ở đây quen rồi, anh không cần phải lo cho em. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe là được nhá. Liệu ông ấy có lên nữa không em? Anh không có ở nhà. Lỡ mà... Bố em nói không bao giờ bố muốn nhìn mặt em nữa cơ. Thôi, em cũng đừng buồn nữa. Chỉ cần có anh, anh sẽ che chở cho em. Đâu thế mà cái nhà anh kia hả, dụ dỗ nó bỏ cha bỏ mẹ hả, cãi bố cãi mẹ, bỏ nhà bỏ cửa. Bác ơi, mình xin mình cưới chui cưới lùi ở đây còn làm có khách thừa nữa mình ơi. Cưới hả? Cưới kìa, mình cưới ơi, mẹ cho bao nhiêu lại như vậy mà mình ơi, em xin mình. Cưới cái gì mình... cưới hả? Cần phải nó lấy cái thằng bằng bố nó không sợ cưới cái gì. Đi đi dậy ở đây để mọi người lo. Ừ, đồ mất dậy hả, đứng luôn. Cưới xin gì, cưới xin gì đi em, bây giờ cưới đi. Mẹ còn muốn bỏ thằng ai hả? Mình Ngọc đi ra. Bố, bố ơi, con xin bố vào mà, tha cho con chốt đi. Chốt lại. Này thì trông mày, tao sẽ dạy mày. Trông mày, con chết. Trông mày, hai đứa mày đã làm cái gì rồi? Hả? Mày lại giấu tao, mày lại giấu tao, hả? Thôi mà. Ra. Mẹ. Con xin lỗi bố mẹ.